Rồi chào cả nhà nha. Nay 10 tây nè. Rồi đúc vô. Chưa đúc vô, đúc vô. Chưa chưa đúc đúc vô mới đóng được chứ. Dỡ lên. Đó, dỡ lên, phải nhét vô. Rồi, đóng xuống. Chưa đóng mạnh xuống, đóng mạnh xuống. Lần đầu tiên mình đóng xuống là nó đường về này nha. Rồi đóng. Rồi kéo lên. Nè, gần là thứ hai nè. Rồi đóng cái nữa ha. Rồi cái nữa. Rồi đây là đóng bằng tay nha. Dấu này là đóng 10 tay nha cả nhà. Cái này là em test nha. Đó, cái này là xài cũng được nha, chứ không phải là xài không được đâu.